Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và các đồng chí lãnh đạo bộ đã bấm nút khai trương giao diện mới của cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn. Giao diện mới là sự kế thừa những ưu điểm đã có từ cổng thông tin điện tử cũ với bộ nhận diện thương hiệu gồm hai màu chủ đạo, gồm màu xanh biểu tượng cho lĩnh vực thương mại với khát vọng vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế của mình, màu xám nhạt biểu tượng cho lĩnh vực công nghiệp. Giao diện của cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương được thiết kế hiện đại, bên cạnh các phiên bản truyền thống dành cho máy tính còn tích hợp các tính năng nổi bật và thân thiện hơn với thiết bị di động. Điểm đáng chú ý của giao diện mới là bên cạnh việc kế thừa những chuyên mục hiện có trước đây, đã bổ sung thêm một số chuyên mục mới như Bộ Công Thương với người dân, Bộ Công Thương với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Công Thương với địa phương, đồng thời có thêm chuyên mục phản hồi các thông tin trên báo chí. Cùng với việc khai trương cổng thông tin điện tử mới, Bộ Công Thương cũng đang thúc đẩy nhanh tiến trình triển khai thử nghiệm một số hạng mục công việc liên quan đến hệ thống phòng họp không giấy tờ e-cabinet, hệ thống báo cáo điều hành, hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản, hệ thống quản lý cán bộ, an toàn thông tin và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Sau khi hoàn thiện các hạng mục nêu trên và đưa vào khai thác, Bộ Công Thương sẽ là đơn vị thứ 5 trên cả nước có được công cụ trợ lý ảo trong lộ trình triển khai chính phủ điện tử.